Mặt bên này là giáp khe luôn đúng không? À, cứ theo khe hết. Ủa, ống của ai đi mà quá chừng rồi. À, cái này sen sen cà hết rồi nè. Ở đấy. Đấy giống như bác là sợ chưa nó chết ấy. Vườn này thì ý là lâu lâu có những cái trụ nó bị xấu quá. Tiêu này được bao nhiêu trụ biết không? Tiêu này chắc thì tầm hơn 400 trụ. Ồ cà đây hả? Dạ, cà đây thì vừa rồi mới hái ấy. Cà này được bao nhiêu cây? Bao nhiêu gốc biết không? Gần 400 cây. 400 cây cà. 400 trụ tiêu như vậy. Ờ không, đi mình lên trên đỉnh kia mình nhìn bao quát là được rồi. 400 cây cà phê, 400 trụ tiêu. Gần 1 hết hả? Ý là trong 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 sổ là trong trong sổ là có 7 sào nhưng mà ý là ngày xưa là không có hồ, không có cái nhà đấy. À. Thế là mẹ em mua lại của ông Sơn đấy. Thế là bây giờ là có hồ rồi có nhà cửa đất như vậy mà cầu quá thì này. Đó là theo cái ranh này. À. Đúng không? Đây đựng chanh đây. À. Cái cà này hất qua là của mình. Theo đây đâm thẳng xuống dưới khe suối ao hồ luôn. Ranh thẳng đây nè. Phía bên phải tiêu là của người ta. Chỗ cà phê này là của mình. Hất xuống. Tính là nó giáp hai mặt suối ha. Ô cà này thấy cà này vừa rồi chắc đạt lắm đây nè. Ôi là theo cái đây có bờ ranh rõ ràng đây. Ủa cái lô cà phê này của ai đẹp quá ha. Đó là từ cái cà tơ này của người ta. Bờ ranh này qua phải là của mình. Đồ, đám rẫy này đúng đẹp mà. Ai ít vốn rồi bà con không ít vốn mua cái đám rẫy này mà làm. Cái này trong bì là chỉ có 7 sào thôi. Cà phê này là được 4. Cà phê này được 400 cây. Tiêu này là tiêu như vậy là được 400 trụ. Trong số tiêu này là có sen cà phê rồi nè. Trong số tiêu này có sen cà phê như vậy hết rồi. Đất thoi thoải đẹp ha. Đám này đang kêu giá là 450. Diện tích trong sổ là 7 sào. Mà nếu mà diện tích thật của nó, nếu mà đo thẳng thét luôn, tính luôn ao hồ luôn, thì nó phải rơi vào tầm 1 hết. Đang kêu giá là 450. Đất này cách quốc lộ 14, đồng thời cũng là trung tâm xã Trường Xuân, chỉ có 1 cây số thôi. Bà con nào quan tâm thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0972 158 358 để mình dẫn đi xem cái đám rẫy này. Đám rẫy này bà con nào mà nhất là thanh niên là người có tuổi muốn ao hồ vườn tược, diện tích nằm trong cái phạm vi dễ quản lý thì nên ngâm cứu cái đám này đúng đẹp luôn. Đây, ở đây là ao hồ đây. Có sân phơi. Có nhà chòi thế. Trú mưa trú nắng. Còn cái ao cá thì quá rộng luôn. Đây, tưới bằng điện luôn, có điện đàng hoàng. Cái
số mà ở trong cái bừng sình với ao hồ này là chưa có vô sổ nè. Đất là đất giáp cái hàng rào lưới B40 của nhà bên kia, hất về bên này, đồng thời cũng giáp con đường đi đó, đường đi cặp bờ hồ. Thấy đất đúng đẹp luôn. Hai mặt giáp giáp khe suối luôn. Đây, khe suối nước chảy tự nhiên. Đây là lên tới đường đây. Từ cái đường này mà đi khoảng chừng 200m là lên đụng đường bê tông. Đồng thời ra tới quốc lộ 14 luôn. Đụng Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân luôn. Cái hồ phía bên tay phải mình đây là của người khác. Đây còn con đường này từ đây mà đi lên tới trên đường bê tông khoảng 200m. Rồi, cảm ơn bà con đã quan tâm xem clip của mình. Rồi, chào bà con.